Hôm nay tôi lại nhớ về ngày 18 tháng 3 hôm đấy. Vào ngày hôm đó, 6 đứa con trai chúng tôi đã có một điều ước. Một điều ước thật ngạc nhiên đã thành sự thực. With darkness and silence through the night. Nhưng điều ước đó cũng đã mang cho chúng tôi một bài học thật là đáng nhớ. But you're so supreme. I give my life not for honor but for you. I'm still.